Anh Năm kỷ ơi, niệm về với có mẹ hai đứa. đi. Tội nghiệp con sanh đôi nè, không ai nuôi, mẹ già rồi, mẹ không nuôi nổi nữa. Mẹ rất là thương con. Về đi mẹ tha thứ. Về đi mẹ tha thứ cho con. Con đi đâu cũng bỏ được hai đứa con sanh đôi ở nhà này, mẹ nuôi không nổi rồi. Mẹ mong con về nhà đi với mẹ rồi lo cho con. Ngày nào cũng kêu mẹ ơi mà biết mẹ ở đâu giờ. Bây giờ chỉ biết bà ngoại thôi. Dạ đội hiệp sĩ anh Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày đầu năm mới anh em hiệp sĩ Bình Dương phải nói là tiếp cận là rất nhiều các cô các chú anh chị ở tất cả các tỉnh rất xa về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là nay này tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo, một gia đình hiện nay đang sinh sống ở một tỉnh rất xa về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân của mình. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ xin phép xin chào cô nhé. Cô có thể cô giới thiệu cô tên gì cô? Tên Thị Diên. Cô là người dân tộc Kinh hay dân tộc gì? Dân tộc Chư Tiên. Dạ. Rồi cô cho hỏi này, hiện nay cô đang sinh sống ở đâu ạ? Ở xã Tân Quang, tổ tổ 1, ấp Xúc Lớn tổ 1, tỉnh xã nào Tân cô? Quang, Ở tỉnh tỉnh nào? Bình Phước. Ồ xa vậy hả? Cô đi từ Bình Phước về đây bao nhiêu tiếng cô? 2 tiếng. 2 tiếng rất xa hả? Cả trăm hơn trăm cây à? Dạ. Rồi hôm nay cô đi về đây cùng với ai đây? Con gái. Con gái cô hả? Dạ. Hôm nay là gia đình mình đi về đây mấy người tất cả? Đi 3 người. 3 người. Rồi hôm nay cô mới cùng con gái cùng mấy người thân của mình về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm ai vậy cô? Tìm con. Tìm con gái hả? Dạ. Cô cho con biết này, con gái của cô là cái tấm hình màu đỏ đúng không? Dạ. Con gái của họ tên là gì? Tên Thị Lành. Thị Lành hả? Dạ. Con gái cô nhiêu tuổi rồi? 30 rồi ạ. Ồ. Con gái cô có chồng chưa? Có chồng rồi, có con rồi. Ồ. Chồng con trước đó. À, ừ. Được mấy người con rồi? À, trong con là 3 mà sau là lấy ông già này, theo ông già này là sanh đôi 2 đứa, một đứa trai, đứa gái. Ồ, còn là đời chồng trước là được mấy người con? Cũng 1 đứa. Đời chồng sau là 2 đứa? 2 đứa, sanh đôi. Đời chồng trước là sao lại chia tay rồi? Chia tay rồi, ông sau này. Ông sau là lớn tuổi hay nhỏ tuổi? Cũng lớn tuổi rồi. Ông sau là nhiêu tuổi cô? Không biết bao nhiêu nữa, đâu có lấy, đâu cưới, đâu đi theo. Trời ơi. Đi theo cũng như là thương yêu để đi ông theo. Bằng tuổi cô không? Chắc lớn ạ. Lớn hơn luôn hả? Dạ. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay 60. Sáu mấy hả? 65. Cô 65 hả? Dạ. Vậy là ông này cũng chạc 65-70 đúng không? Dạ. Phải không? Ông 70. Bảy mấy hả? 70-80. Trời ơi. Tại vì ông không lành lao động được nữa, ông đi không nổi nữa mà. Trời ơi. Mà em gái của em là năm nay mới 30. Dạ. Mà sao đi quen ông lớn tuổi dữ vậy chi ấy? Tại vì cũng như anh nói ra đường là nghe ngọt vậy đó. Ồ, ông nói chuyện ngọt ha. Ngọt. Rồi em cho anh hỏi là em tên gì? Em Thị Lý. Thị Lý à? Dạ. Em nhiêu tuổi đó em? Em 1979. 79 hả? Dạ. Rồi em cho anh biết này, hôm nay em cùng với mẹ đúng không? Dạ. Về cùng với người thân mình về đây nhờ các anh em Chị Minh Dương tìm em gái hả? Dạ. Anh thấy cái câu chuyện là đến giờ phút này anh cũng chưa hỏi rõ. Có nghĩa là em gái của em trước đây đã có một đời chồng, được một người con. Dạ. Về sau quen một ông già rất dạ, lớn tuổi. Dạ, đúng. Ồ, ông có quê quán ở đâu em? Tây Ninh. Tây Ninh. Ồ, mình có biết ông đó có đến nhà mình chơi bao giờ không? Dạ có. Sao gia đình mình thấy ông lớn tuổi như vậy, ông ấy nói thật là ông 70-80 thì cái sức sống ông đâu còn đâu mà mình không ngăn cản hoặc mình có cái cách nào đó để mình nói chuyện với em gái. À dạ đúng, cũng như anh nói là gia đình không hề biết. Ồ. Tới lúc mà đẻ ra ẵm 2 đứa về. Trời. Có nghĩa không còn sống chung nữa là ôm 2 đứa mới phát hiện là muộn rồi. Ồ, đến lúc mà là đã phát hiện là có con dạ, với người có ta con rồi. Rồi. Dạ đúng rồi. Còn sống bao giờ thì không biết ha. Dạ. Trời ơi, em gái của em trước đây làm công việc gì nào? Hiện tại là em đi làm quán cà phê. Ồ. Là gặp cái người này là người sau cuối cùng là người là em mất tích luôn. Ồ. Rồi, trước đây là em của em đi làm về thường thỉnh thoảng có về nhà thăm nhà không? Dạ, đi làm công ty vẫn về bình thường. Ồ. Vậy là thu nhập có ổn không em? Thu nhập công ty từ 8, 9 triệu, 10 triệu cũng có tăng ca. Vậy là rất cũng được mà. Vậy là cái ông già là ông có trách nhiệm gì với gia đình mình, với đặc biệt là với hai đứa trẻ này không? Dạ không, bỏ hẳn có luôn. Ồ, ông già 70-80 làm gì còn sức sống nữa đâu dạ, em. Đúng rồi. Em thấy một cái câu chuyện như vậy là em thấy như vậy là em thương em của em không?
thương nhưng mà em không không còn cách nào nữa. Em bây giờ thì qua điện thoại thì em còn hy vọng liên lạc Facebook, Zalo số chọn hết. Rồi cứ gặp là trong khi đó Zalo Facebook của người em gái mình mà người đàn ông đó nhấc máy. Mà trong khi đó nói là hẹn sau này sẽ cho chị sẽ gặp. 20 ngày nữa em cho chị gặp em gái chị. Em cảm thấy sai sai sao á. Tại sao em gái mình mà ra điều kiện 20 ngày mới cho gặp. Em cứ cảm thấy cảm thấy lạ lắm. Em phải cứ hạ mình xuống rồi em cứ dằn lại nhỏ nhẹ từ từ, rồi em để nghe cuộc gọi này tới chừng nào mà để cảm thấy người ta cho em gặp thì em cứ hy vọng là cho gặp. Qua lần thứ hai, lần thứ ba, rồi cái người đó cũng nói là em chị đi làm xa lắm, mãi ở Vũng Tàu cơ. Rồi chị muốn gặp thì để em ngày mai em qua em sẽ cho chị gặp. Rồi em điện ngày mai, chị ơi đi rồi, không có người em gái em ở đó nữa. Thì em vẫn hy vọng là em không bao giờ em dám nói nặng, sợ họ cắt liên lạc, không liên lạc được. Tại vì một đích của em bây giờ là không còn chỗn đường để mà liên lạc nữa. Ngoài ra cái người đàn ông đó tới nhà em là em xin được số điện thoại là người đó là sẽ là giữ máy của em gái em trực tiếp, là em điện không bao giờ em gái em nhấc máy. Người đàn ông nó cứ hẹn hết lần này lần kia. Rồi em suy nghĩ em nói bây giờ em không mong muốn gì, em suy nghĩ là bây giờ cho em gặp mặt hay là quay lén sau lưng thôi, để cho má em đỡ nghĩ bà buồn, bà nghĩ quẩn, bà bệnh, bà nhớ con bà quá. Một tháng, hai tháng, giờ gần cả năm rồi. Anh nói là chị ơi đi mua cơm, cứ chút nữa để em cho gặp. Rồi em đợi thời gian mấy tiếng, bắt đầu là cắt mất liên lạc, không cho mình điện, không cho gặp nữa. Rồi qua ngày sau em điện, nhấc máy vẫn nói chuyện bình thường. Nói em gái của em bây giờ không quen em nữa. Đó, chị có thể là chị đón em gái chị được không? Em trả về đó, là bây giờ chị đón ở đâu, là đón ở ngoài ngã tư Trân Thạch. Em nói là cứ để ý vị trí đó cho chị chạy lên chị đón em gái chị. Chị ơi nó đi đâu nữa rồi, không có con ở đó nữa, chị đừng có đón nữa. Là coi như là em không còn hy vọng nữa. Cứ mãi mãi em hy vọng là sẽ về. Tại vì em nghĩ là địa chỉ này kia là em không biết. Là nhờ đang nói chuyện lần cuối cùng là đêm Trung Thu đó, là đi một mình không cho em gái em về nữa, là có nghĩa người đàn ông đó xách đồ chơi với hai cái bánh Trung Thu. Là em mới hỏi là tại sao đi mà con, trong khi hai đứa con là nó cưng lắm, nó rất là cưng con, người ta sinh đó không cho, họ ra giá tới mấy chục triệu lận sinh đứa trai đứa gái người ta nuôi để cho có điều kiện, mà bé nó không thể nào cho được, giờ có nghèo khổ cũng xách con đi theo. Trong khi mà đi cái người này mà điện qua điện thoại thì người này cứ hẹn hết lần này tới lần khác mà không bao giờ mà bắt máy mà nói đàng hoàng hết. Nói gia đình chị hả, đừng làm phiền tới em nữa, em chị hả, em không có quen nữa, giờ không có đi đâu rồi đó. Rồi xong nói cách 2-3 ngày nữa em điện, em cũng nói nhỏ nhẹ lắm, nói giờ em hy vọng là chỉ có anh thôi mới tìm em gái em giùm thôi, là đi chung với anh. Em mướn quán cà phê, mặt bằng cho nó bán rồi, chị ra ngay quán cà phê đó là Bình Phước, khu công nghiệp. Quán cà phê đó 68, kế tuổi Việt Thúc Tây 68. Chạy lên đó là chị em gặp em chị ở đây chuẩn bị chạy lên đó, rồi nó đi nữa rồi chị ơi, không có. Cứ làm em suốt quá trình đó gần một năm em rất là tuyệt vọng luôn. Em cho anh hỏi thế này nha, em gái của em trước đây là có một đời chồng, sau đó là thôi nhau. Dạ đúng về rồi. Về sau là quen với ông già. Dạ đúng rồi. Quen ông già là thời điểm bây giờ đang quen ông già, là em gái của em đang làm gì và ở đâu? Em gái em là đi theo ổng là làm quán luôn. À lúc bây giờ là em gái của em đi bán quán cà phê. Dạ đúng xong rồi. Xong mà vô tình gặp ông già. Dạ, hoặc gặp rồi. Cái tình cờ gì đó mình không biết, nhưng mà về dạ, sau là rồi. Sống với nhau hay không con không biết, nên dạ, có đúng con. Rồi. Dạ đúng rồi. Ồ. Cái thời gian mà em gái em đi bán cà phê mà quen ông già đó khoảng bao nhiêu thời gian em biết không? Dạ lâu ạ. À. Khoảng bao nhiêu năm? Một năm luôn. Một năm luôn hả? Dạ. Nói chung là cái tác phẩm hiện nay là ông đã đúc được hai đứa trẻ. Dạ đúng rồi. Sau đó thì mình không biết được thông tin gì, nhưng mà em gái của em đi khi ôm hai đứa trẻ về. Dạ đúng. Gia rồi. Đình mình mới hỏi mới biết là té ngửa, nó mới quen ông già 80 dạ, tuổi. Dạ đúng rồi. Ồ. Rồi đến khi mà em gái của em quay trở về. Về nhà sống lâu không? Về nhà sống lâu. Bao nhiêu thời gian em? 3 năm. 3 năm liền. Dạ. Ồ. Trong 3 năm đó là em của em là đang phải nuôi ba người con. Dạ đúng rồi. Ồ. Lúc bây giờ em của em đang làm công việc gì? Là cũng đi làm quán luôn. Là đi làm quán cà phê. Làm ở đâu em biết không? Nó làm vòng vòng rất là gần Bồi Bàng mình nè. Nhưng mà có hay về không em?
quay về là cứ trong đó nghề không có thời gian mà không có quy định giờ giấc là về thoải mái lắm. Rồi thế nên lúc sau đó thì em gái của em bao giờ thì mất tích? Thời gian đó là em về được cũng vài tháng. Là 3 năm sau. Dạ. Một thời gian sau nữa là vài tháng sau nữa là mất tích, là hơn 3 năm. Bảy tháng rồi. Phải không? Tháng này là mới là mất hẳn luôn. Bây giờ là mất hẳn rồi. Mất hẳn luôn. Là con là về được khoảng hơn 3 năm là mất tích luôn. Dạ mất tích luôn. Là bỏ ba đứa con luôn. Là bỏ ba đứa con. Ờ, con là chỉ biết là cái thông tin cuối cùng là đi bán cà phê. Dạ. Ờ, đến giờ phút này em có nghe được thông tin hoặc em gái của em có chính thức gọi điện để em nghe được tiếng không? Không luôn. Tuyệt đối không, không cái người đàn ông này nghe máy không cho em gái. Nhưng mà cái số điện thoại đó là số của ai? Số của người đó, của người đàn ông đó. Nhưng sao em lại có số? Em xin. Em gặp ở đâu mà em xin? Lúc lần cuối cùng là người đàn ông đó về là đêm trung thu, là không dắt gái em về chơi. Là về gửi cái bánh trung thu cho hai đứa nhỏ. Ồ. Là cái người đàn ông có đó. Thể là em gái của em đang ngoài đường đó. Em nghĩ là nếu mà tại sao ghé nhà mà không thăm con, mà để cho người đàn ông này không khi không máu mủ gì ruột thịt mà lại cho gửi quà gửi cát, trong khi đó là người đàn ông nói là không muốn gặp mặt con, không muốn gặp mặt người nhà thì em chấp nhận mặt con là không bao giờ, không thể đúng, sai sự thật. Em xin hỏi này, trước cái thời điểm em của em gái của em quyết định bỏ đi, đến giờ phút này hơn 7 tháng trôi qua, dạ. Là lúc bây giờ thời điểm em của em sống ở nhà là gia đình mình có gây áp lực không? Dạ không, hoàn toàn được cưng chiều Úc mà. Vậy mà tự nhiên này đi mất tích mà không về dạ, luôn. Dạ đúng rồi đó. Vì vậy anh đang tìm hiểu cái nguyên nhân là tại sao em của em đi mà không quay trở về mà người đàn ông khác người ta đem cho mấy bánh trung thu. Dạ. À, trung thu là rằm tháng 8 vừa qua đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. À, năm của năm 2023. Dạ dạ đúng rồi. Ồ. À, vậy là người ta có trao đổi gì, trò chuyện gì, thông tin gì không em? Có trao đổi về em gái là có nghĩa là không muốn gặp gia đình thôi. Thế gia đình mình có tìm hiểu là anh là như thế nào với em gái của tôi không? Dạ không. Sao mình không hỏi? À, hỏi thì anh này từ chối liên khúc luôn. Có ngày người ta nói chuyện sang chuyện khác. Dạ đúng rồi. Người ta muốn lảng tránh một chuyện khác, dạ, người ta không rồi. Muốn là đi vào cái câu chuyện của mình. Dạ đúng rồi. Ồ. Và từ đó đến giờ phút này em của em là hoàn toàn đi đâu và làm gì em không biết. Lần cuối có nghe được giọng nói là không gặp em, nhưng mà cái ngày gia đình em đã lấy được cái thẻ căn cước của anh này. Thì về là em mới nói về vấn đề bây giờ là không phải là về nhà hay không về nhà, mà không bắt buộc mà con cái là có trách nhiệm. Giờ mong muốn là con bé lành này nè là phải về, đi đâu phải dắt con, có trách nhiệm với con. Giờ để đây có thể là má già không có thể nào mà nuôi được. Thì nghe tiếng em gái trong điện thoại nói con tôi 2-3 ngày tôi về tôi đón. Còn cái người đàn ông này trả lời là chữ thề nha. Giờ có thể em nói được không? Chữ thề nói đủ má, cũng vì mày không gia đình mày á. Là làm khó làm dễ tao là cái vụ là thẻ căn cước với bằng lái xe là có nghĩa là kêu ra với xin số điện thoại. Tính ra là không giấu được. Nếu mà biết được cái số điện thoại hay là thẻ căn cước sẽ biết địa chỉ. Là cái anh chàng này là bắt buộc về sẽ trút giận cái con này. Em nghe rõ ràng chữ thề. Vậy là đến giờ phút này cái thông tin chính thức là em gái của em có thể đang sống với người đàn ông đó. Nhưng vì lý do nào đó có thể là người đàn ông người ta giấu, người ta muốn lảng tránh, người ta không muốn cho mình biết rõ thông tin. Hoặc là có thể trong câu chuyện này em gái của em đang giấu điều gì đó. Đây trong hai người nhưng mà anh đang nghi ngờ là có thể người đàn ông này người ta đang giấu giếm. Người ta không muốn chia sẻ tâm sự thật là em gái của mình đang sống với người ta. Cho nên người ta nói dối là nói dối quanh. Người ta nói không đúng sự thật. Bởi vì người ta nói với em là của em là ra đây rước để ra cái đón để ra kia về ra điểm A điểm B điểm C nhưng mà cuối cùng là không có thật. Không có thật. Còn nếu người ta không biết thì người ta nói không biết từ đầu. Dạ đúng rồi. Đúng không? Nếu như người nói dối quanh thì nói khác. Đó. Em cho anh biết là cái người đàn ông ấy họ tên là gì? Tên Sang nhà đất ở trong em chỉ biết là chị mình Zalo là chị cứ lên kết bạn với em đi là em là nhưng Sang mà trong nhà đất. Trong cái căn cước người ta tên là gì? Trong cái căn cước là tên Trần Văn Sang hay gì? Trần Văn Sang khoảng nhiêu tuổi em? Năm sinh có em không coi nữa giờ. Khoảng nhiêu tuổi rồi? Em tầm nhìn nó cũng 20-30 quá. Nói chung là ngang tuổi em của em. Dạ. Người ta quê quán ở đâu? Quê quán nghe nói là Bội Bàng mình. Bội Bàng. Bảo Bàng Bình Dương. Dạ đúng rồi. Anh nhìn tấm hình nha, anh thì anh thấy anh cảm nhận nó như anh muốn nói ở đây là anh muốn hỏi em để mục đích chính là cho các cô chú anh chị biết. Dạ. Để cho cái người đàn ông tên Sang này biết được cái câu chuyện này. Dạ. Anh đang nghi ngờ là em gái của em hiện nay đang sống với người đàn ông tên Sang này. Nhưng có thể là người ta làm cách nào đó mà em gái của em không về được. Dạ. Có thể là như vậy. Dạ. Em của em trước đây tính tình ở nhà nó có hiền lành không? Hiền lành. Rất không hiền. Không có cãi giải, không có mất lòng. Gia đến đình... đến giờ phút này là hai đứa trẻ là con của em gái của em là sinh đôi với ông già 80 tuổi đó. Dạ, dạ. Là hiện nay mấy tuổi rồi? 3 tuổi mấy. Chúng rồi có biết mẹ đi đâu không? Không.
Chúng có hỏi gì mẹ không? Có nhắc mẹ, nhìn cái điện thoại mẹ nè. Mẹ nè, cứ nhưng mà thật sự mẹ. Nhưng mà thật sự là giờ chưa biết mẹ đi đâu làm gì luôn. Dạ đúng rồi. Hai bé có ngoan không? Ngoan. 100 một gái hả? Dạ. Ồ. Giờ là ông, giờ là gia đình mình nuôi, gọi là gia đình minh ngoại luôn. Dạ. À, bà ngoại, ai là người trực tiếp? Cô là người trực tiếp nuôi ha, hai đứa trẻ. Cô thấy nuôi như vậy hiện nay có không mệt mỏi, khó khăn không? Mệt lắm à. Cô đang làm công việc gì nào? Làm công việc gì? Ai đi kêu làm con nhóc, hai đứa nhỏ trong nhà, bà ngoại đi làm khóa cửa lại. Dạ, nếu như vậy thì lấy mai một thời gian nữa là chắc chắn cô sẽ lớn tuổi hơn. Đúng không? Sức khỏe cô yếu hơn, cô có thể không đi làm được. Mà hai đứa trẻ này tới đây là phải ăn học. Mà phải tốn kém có thể là rất nhiều tiền. Không lẽ mình bỏ cho chúng học không học? Đúng không? Bỏ thì tội. Mà nuôi thì nuôi không nổi. Thương cháu thì rất thương. Gia đình mình có cách nào để tính để cái phương án lâu dài chưa? Dạ có rồi. Tính sao em? Em tính gửi hai đứa cho trẻ mồ côi. Với một phần bất lực là như vậy thôi mà em mới gửi vô. Khai sanh thì giờ em bó tay à, vô phương có nghĩa là em không làm được. Bắt buộc em phải gửi trẻ một cô người ta mới lo được khai sanh. Thì hai đứa mới sau này được cái chữ mới nuôi sống bản thân hai đứa. Giờ nếu thế mà khai sanh đâu? Ông già lấy xé hết trơn rồi. Bây giờ nhưng mà bây giờ giấy khai sanh không tìm được thì phải tìm được mẹ. Dạ đúng rồi. Để tìm được mẹ, mẹ ra về. Xin được cái giấy chứng sinh đó. Dạ dạ đúng rồi, đúng dạ rồi. Chính xác. Thì mới làm được. Dạ đúng rồi, nhưng nếu hy vọng em kiếm được mẹ bé về là hai đứa này em không gửi trẻ mồ côi nữa. Thì không gửi trẻ mồ côi thì buộc lòng em cũng phải cho người khác. Hay là em tính em nuôi? Tại vì em nuôi thì em không nghĩ ngợi tới. Nhưng mà vấn đề là em nuôi mà em không có khai sanh thì cả đời bé nó sẽ khổ. Tại vì em không làm được cái giấy khai sanh. Em có sống gần nhà mẹ của em không? Dạ gần. Hiện nay kinh tế mình ổn không em? Em không có việc làm ở nhà nội trợ với ra đó. Bếp núc với sau ra này vườn. Anh đồng ý là em rất thương con thương cháu. Dạ. Anh hiểu cái từ mà em rất thương con thương cháu. Nhưng mà đồng ý là em bao bọc gọi là sảy cha còn chú sảy mẹ thì bố gì đúng không? Em cũng thay mẹ nó thôi. Thế nhưng kinh tế khó khăn thì nay mai nuôi hai đứa trẻ là thực sự là kéo cả một gia đình. Không những là sau này khổ cả con em và có thể liên lụy cả chồng của em nữa. Nhiều cái câu chuyện mà có thể xảy ra sau này em chưa lường trước được. Lẽ là không có hai đứa trẻ là em vợ chồng con cái em sống một cuộc sống rất bình thường. Nhưng có hai đứa trẻ để buộc lòng em phải lo toan cho các đứa trẻ. Vì vậy đôi khi con em nó cũng có thể là ganh tị. Hoặc có thể chồng em cũng rất buồn. Nhưng mà không có thể nói được. Đúng. Anh nói như vậy có đúng không? Dạ đúng rồi. Bỏ thì mình không bỏ được. Hiện tại bây giờ là như đó. Sự thật như anh nói là đúng rồi đó. Anh hiểu điều đó. Trừ giả em kinh tế ổn định, cuộc sống an nhàn thì em nuôi hai đứa trẻ rất là bình thường. Chồng em cũng không bao giờ lên tiếng. Nhưng mà sau này chồng em có thể thương em, yêu em, nhưng vì vậy cho nên chồng em có thể là không phản ánh em, nhưng chồng em cũng tỏ ra có thể là rất khó chịu. Yeah. Đúng chưa? Bởi vì đâu phải con của chồng rồi. Em đâu. Yeah, đúng rồi, cháu là cháu của em, chứ không phải cháu của chồng em. Đúng chưa? Vì vậy cho nên em chắc chắn là phải tính một phương án lâu dài và có thể bền vững để cho hai đứa trẻ này sau này có tương lai và có thể là học hành để trở thành một người tốt, có công dân tốt. Yeah. Em ạ. Chính vì lý do như vậy anh ở đây là anh muốn nói những điều đó, anh muốn nhấn mạnh để cho em hiểu sâu hơn. Có thể là mình sẽ phải tính phương án lâu dài, có thể là mình phải cho ai làm con nuôi. Không phải là cho là mất luôn. Sau này chúng nó phải tìm cha tìm mẹ nó à. Chúng phải tìm người thân. Đó. Chúng có hiếu thì chúng có về thăm. Mà nếu mà có cuộc sống ấm no hạnh phúc thì mình cũng là rất mừng rồi. Đúng chưa? Mình cũng không phải khổ, không phải suy tư gì nữa. Vì vậy cho ai đó làm con nuôi nhưng mình phải chắc chắn là người ta con người đàng hoàng. Đó, nghiêm túc và người ta có thể người ta lo được bao bọc được cho các cháu của em. Thì có thể là mình cho người ta làm con nuôi. Đó. Vẫn là cháu mình thôi. Đúng không? Nhưng mà con người ta sẽ chăm chút, người ta sẽ lo cho từ An Z. Có thể có cuộc sống ấm no hạnh phúc thì có thể rất tốt đẹp. Bởi vì anh thấy được hiện nay, dù rằng lý do nào đó nhưng mà em gái của em hiện nay là mất tích. Mà đến giờ phút này em gái của em sinh ra ba người con nhưng hoàn toàn là không có trách nhiệm. Dạ, đúng. Đúng chưa? Dạ, đúng. Mất tích luôn rồi. Còn nếu một người phụ nữ mà có trách nhiệm ấy, người ta không bỏ con này đâu. Đúng chưa? Phải em có dám bỏ con không? Không, không rời con một bước. Không rời mặc con dù đâu. Khổ quen nào cái ông cái thằng sao đây nè. Đem nhỏ mất tích luôn. Hai đứa trẻ có dễ thương không em? Dạ, rất là tròn chị. Dễ thương lắm hả? Đồng ý là bây giờ đang ở với gia đình mình từ nhỏ giờ. Đúng không? Dạ. Mà giờ phút này cho người ta làm con nuôi cho người khác. Mình lâu lâu mình mới tới được. Hoặc là mình cũng nhiều khi mình cũng ít gặp được. Thì đồng ý là cũng rất thương đó. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi mình cũng phải chấp nhận. Đôi khi chúng có hạnh phúc em ạ. Chúng vui vẻ. Là mình cũng phải ở nhà mình cũng mừng cho chúng. Nhưng mà nếu ở nhà bây giờ đồng ý là gia đình đùm bọc lẫn nhau. Nhưng mà cuộc sống rất khổ. Em ạ.
để cho mẹ em nuôi. Bây giờ anh thấy mẹ em hiện nay công việc không có, đúng không? Cũng lớn tuổi rồi, năm nay cũng 60 hơn rồi, đúng không? Từ lúc mẹ bỏ đi là nhốt, ngày nào cũng nhốt. Đó, tội không? Em thấy như vậy tội không? Ra ngoài đi làm, ở nhà nhốt. Nếu ở nhà mà có chuyện gì đó là nhiều khi mình còn hối hận luôn kìa. Dạ, đúng không? Mình đâu có biết được chuyện gì xảy ra. Những đứa trẻ mà đang tầm hiếu động, đang tầm này là đang học hỏi, nghịch ngợm, điện đóm, nói chung là nhiều thứ vân vân. Đúng chưa? Có chuyện gì đó nhiều khi mình hối hận. Em ạ. À, bây giờ hiện nay là em của em bỏ đi hơn 7 tháng, bạch vô âm tín. Dạ đúng. Em đã tìm em của em tất cả những ở đâu rồi? À, tìm những chỗ mà em biết em đi là nghe ở đâu thì em đi ở đó. Các huyện, các tỉnh trong gần xa bên em, còn nhờ bên hiệp sĩ, bên anh giúp đỡ thì em nghe, thì thông qua thì về em cũng rành về điện thoại lắm. Em gái nhắn qua thì gửi cái định vị này, em chạy xuống em điện cho anh Hải. Rồi em tại vì em không biết về anh Hải, em chỉ có coi theo dõi rất là nhiều, mà về điện thoại thôi là em không biết. Tại vì em không có biết chữ, thì em không biết nhắn gửi. Chỉ có điện trực tiếp anh Hải mới chỉ qua đường, là hồi sáng đi lộn đâu cũng mấy lần á. Thế để chỉ đi biết thì rất dễ. Dạ, tài xế cũng không có rành nữa. Rồi em cho anh hỏi lại này, em của em ấy là trước khi đi là có đem theo tài sản gì đi không? Dạ có. Đem như những cái gì đi em? À, nữ trang trên người đeo á. Nhiều xe không? Xe thì cái vàng đó lên trên cổ là của em hay của em? Dạ, của em gái. Nhiều không? Khoảng cái dây chuyền đó mấy chỉ em? Có 3 chỉ rồi. Có lắc tay vàng vàng mỏng gì nữa không? Có đầy đủ hết. Nhiều khoảng nhiều, chỉ giá khoảng theo em đoán cũng vài chỉ vậy thôi. Mỗi dạ, thứ vài chỉ. Dạ, vài chỉ. Có đem xe không? Xe chiếc Vision. Vision là biển số mấy? Em không có nhớ. Xe màu gì em? Đen. Xe màu xám đen. À, em của em đặc điểm nhận dạng là cao khoảng 1m mấy? À, khác hẳn với em. Tại vì nhà em thì em thì lùng bé út này, khác hoàn toàn, khác một trời một vực luôn. Bé dáng, bé có ngoại hình dáng cao. À. Rồi bé sữa mũi nữa nha. À, cao khoảng 1m mấy em? Tầm 1m6, 6 mấy đó. 1m6 mấy là cũng rất cao á. Phụ nữ 1m6 mấy rất dạ cao. Vậy là đi một chiếc Vision màu đen, xanh đen đúng không? Dạ đúng rồi. Đến giờ phút hơn 7 tháng trôi qua rồi. Cái chiếc xe Vision nó có cái người đàn ông sau là dẫn em đi á. Người đàn ông tự nói nhưng em không hề biết. Chiếc xe đó là con bé của chị đó là cầm cho mẹ em 20 triệu đó. Chở nhà em xe hết nhóc luôn. Chở xe kiểu gì cũng có hết, nhưng mà chiếc xe đó là 20 triệu mà tính chuột, mà chuột bao nhiêu cũng được hết. À, gia đình em á, thì mẹ em cho em cầm chơi 100 triệu gì thì để quen thử em gái em chơi, chị chơi vậy thôi. Chứ thật sự gia đình em làm toàn là cơ quan chức ngành cao không à. Kể cả giang hồ này kia là em đều quen biết hết chị ơi. Là người đàn ông nói chuyện như vậy? Dạ, em không hề hỏi tới mà em không bao giờ xúc phạm. Tự khoe? Không hề biết, tự nói với em. Tại vì em hỏi vấn đề này là em gái mình thôi. Mà tại tự khoe ra? Dạ, em dằn, em hạ thấp. Em cứ nghĩ là cứ nói nhỏ nhẹ cứ em cứ nói cách nào, bằng mọi cách nào để là tiếp tục cái cuộc gọi đó kéo dài để em sợ người ta mất cái liên lạc, em không có biết đường đó mà để tìm để hỏi gì đó. Rồi họ vẫn cắt liên lạc không cho em gặp mặt. Chỉ có người đàn ông đã trả em lời. Em có sợ rằng bây giờ hiện nay em của em nếu mà trên 7 tháng thợ sợ lại có bầu nữa, em của em không dám về đâu. Em có hỏi gì vấn đề đó? Em dám bảo đảm với chị luôn là không có. Là người đàn ông trả lời vậy đó. Em nói y chang giống anh như vậy đó. Em nói tại vì lỡ lần này là lần thứ ba, có nghĩa là ôm hai đứa này nữa là người đàn ông kia không chấp nhận. Con không phải là con của người ta. Đúng rồi. Có nghĩa là bây giờ đem hai đứa này sẽ người ta đối xử tệ. Rồi thiếu này kia không có lo nổi thì phải bắt buộc phải ta nói là nuôi đứa bé trong bụng thôi. Nhưng em bảo đảm chị là chị em chị không có bầu. Chị muốn em gửi hình qua cho coi. Nhưng mà cái hình đó là lúc còn sống với nhau vui vẻ qua lại về nhà được hai vài lần. Gửi cái tấm cũ thôi. Còn hiện cái tại mới không tiếp có. Là không có. Đó. Tại có nghĩa là người đàn ông này vẫn không thật. Dạ. Chắc chắn người đàn ông này đang sống với em gái của em rồi. Chắc chắn rồi. Còn ở đâu thì hiện nay chưa biết. Dạ. Người đàn ông người ta có chia sẻ là người ta làm công việc gì và cụ thể không em? Làm sang nhà đất á, là em nổi tiếng lắm chị ơi. Ồ. Công việc của em là làm rất là nhiều tiền. Em không phải là người là ăn chơi đâu. Em là người làm tháng của em là mấy trăm triệu lần mà. Ồ, tháng mấy trăm triệu? Mấy trăm triệu lần mà. À, em là người đàng hoàng, gia đình em có hả, ăn có học chị ơi. Em không thể nào nói hết được. Tại anh giải thích cho em nghe này. Cái người đàn ông ấy mà người ta làm một tháng mấy trăm triệu mà gia đình bề thế, anh khẳng định em luôn, người ta không đến nhà em lén lút kiểu vậy. Người ta không mà đến nhà em lén lút như vậy. Nếu người ta biết người ta đến nhà em ấy mà em gái của em lén lút
mà không công khai ấy, người ta cũng không chấp nhận. Đúng chưa? Dạ, đúng. Người ta không mà chấp nhận đâu, người ta đến với người người ta thực sự là nghiêm túc kìa. Còn đến mà như thế này là người ta không mà chấp nhận. Vì vậy cho anh nghĩ là đây là ông tướng này ông lỗ rồi. Nha. Thế còn người thật người ta không có khoe là gia đình người ta điều kiện đâu. Dạ, đúng rồi. Em thấy người ta để cho tự lạ mình lắm. Tìm, sao mình sao biết, đó. Đúng chưa? Dạ. Người thật thì người ta tự mình biết đến đâu mình biết à, tự mình tìm hiểu. Không phải người ta khoe là tôi giật nhiều tiền, tôi rất nhiều vàng, tôi gia đình thế nọ thế kia. Dạ. Đúng chưa? Dạ, đúng rồi. Đó. Vì vậy nên ông tướng này là ông xào xạo rồi. Đó, anh nhìn mặt này là mặt cô hồn, anh nói thật đấy, anh nhìn tướng mạo mặt này là mặt cô hồn nữa chứ chẳng tốt đẹp gì đâu. Cho nên là nhìn cái cách ăn mặc, nhìn cái cách để thể hiện là mình nhìn qua mình đã thấy rồi. Vì vậy ở đây của em gái của em có thể là đang lại bị ông tướng này ông dụ ngon dụ ngọt, có thể giờ mang bầu cho nên là không muốn về hoặc là không dám về. Đó, bởi vì hơn 7 tháng rồi. Nhưng mà tội nhất là hiện nay những đứa trẻ và tội cho mẹ em. Mẹ em hiện nay là người phải trực tiếp phải lo cho mấy đứa trẻ. Một năm, hơn một năm qua lại, trong mất tích là 7-8 tháng thôi. Qua lại là còn, qua lại là đi với người đàn ông này là còn điện, còn liên lạc về được. Một khi đàn ông này không cho nghe nữa là có nghĩa là em gái mất tích luôn. Bây giờ là em gọi điện người đàn ông vẫn nghe máy? Vẫn nghe máy, mà hiện tại bây giờ đàn ông đó là cắt liên lạc luôn. Là không liên lạc là không liên lạc được luôn. Số em... Vẫn là em gọi là người ta không nghe nữa? Dạ, không nghe nữa. Người ta không muốn nghe nữa rồi. Dạ, đúng rồi. Rồi, anh cảm ơn cái cuộc chia sẻ của em. Cô bây giờ này, hiện nay là con gái cô là bỏ nhà đi à, vì lý do nào đó hiện nay mất tích. Đến giờ phút này gọi mất tích rồi. Trên 7 tháng qua, hiện nay bỏ ba đứa trẻ cho gia đình. Cô có điều gì cô muốn tâm sự trên video này? Để hy vọng là con gái cô xem được, con gái cô biết được cái tình thương của giữa gia đình. Đặc biệt là hiện nay ba đứa trẻ hiện nay đang chờ, đang ngóng thông tin của mẹ trong vòng trên 7 tháng qua. Cô nói chuyện ở đây để hy vọng là con gái cô xem được, con gái cô cảm nhận, con gái cô sẽ quay trở về cùng với ba người con của mình. Dạ, mời cô lên tiếng. Cô hãy nói chuyện làm sao để cho bạn ơi về với mẹ đi. Tội nghiệp con chăn đôi nè, không ai nuôi, mẹ già rồi, mẹ không nuôi nổi nữa. Mẹ rất là thương con. Về đi mẹ tha thứ cho con. Con đi đâu cũng bỏ được hai đứa con săn đôi ở nhà này, mẹ nuôi không nổi rồi. Mẹ mong con về nhà đi với mẹ rồi lo cho con. Ngày nào cũng kêu mẹ ơi mà biết mẹ ở đâu giờ. Bây giờ chỉ biết bà ngoại thôi. Mỗi lần thiếu thốn ăn uống, ngoại đi chạy ăn chạy chọt rồi nhốt hai đứa nhỏ săn đôi trong nhà. Đó, con nghe được. Con quay về đi. Mẹ đang lo lắng cho con nè. Con ơi quay về đi, về với mẹ đi, về với con ở nhà nè. Quá tội. Tội nhất là mẹ già và những đứa trẻ. Lúc nào cũng là con nhỏ này là không có bỏ con đâu, không có bỏ mẹ đâu. Đi làm một tuần chạy về rồi, một tuần chạy về rồi. Nếu mà không về con phải liên lạc. Này không liên lạc luôn được. Cắt số liên lạc luôn. Từ lúc làm ở quán bội bàn đó là gặp cái thằng này. Gặp thằng này là không có liên lạc được, không có nói chuyện được luôn. Toàn là thằng này nói ở đâu không, nói đã cho qua ngày qua tháng cho gia đình hết buồn. Còn tôi không bao giờ đi đâu mà được cỡ này. Đi xa đâu. Không có đi xa đâu. Con thậm chí là để ra là người ta xin ơi em bé ơi hai đứa sanh đôi nuôi không nổi đâu cho tôi xin thôi, nó không là không đói khát cỡ nào tôi cứ ăn mày ăn xin tôi không cho ai con tôi thương lắm tôi mang nặng đẻ đau tôi lo cho con tôi không cho ai là không cho ai đâu. Mẹ ơi giữ con đi làm, giữ cháu đi, con đi làm được nhiều ăn nhiều mẹ, nói đi làm đi con. Quá tội nghiệp. Từ ngày mà gặp người đàn ông đó sau này nè, là mặt con nó cũng không nhìn, không ngủ lại với con luôn. Kỳ vậy. Hoàn toàn thay đổi khác hẳn luôn. Không biết người đàn ông này nói bằng cách nào hay là dụ như thế nào em không biết. Mà thái độ nó không bao giờ nó ngủ mà nó cũng không thể nào nó về nó ôm. Nó là không yêu thương con như không ngày yêu xưa. Yêu thương con đúng rồi. Lạ lắm. Nói chung rất nhiều biểu hiện lạ. Dạ đúng rồi. Anh này biết nói cách nào ở đây rất là giả dân mà đi tới nhà rồi về nghe cuộc gọi là chửi thề đập điện thoại nghe cái gì là chỗ trong nhà ầm ĩ luôn á.
là nghe cái tiếng động là nói đó đó chị nghe chưa, cái đó là em gái chị đập bể hết điện thoại rồi đó. Em mua mấy cái là điện thoại mấy cái thì nhưng mà thực sự là không, em thực sự là không thấy em mình mà nghe cái giọng người đàn ông nó cứ phát âm là ở ngoài trong điện thoại cứ nghe ầm ĩ đó đó, có nghe người ta rất khó chịu. Dạ đúng rồi. Bây giờ này em hãy nói chuyện thẳng thắn rõ ràng trên video này, hy vọng em gái của em xem được, em gái của em sẽ thương con hoặc là suy nghĩ lại với gia đình để em gái em tìm cách quay trở về, hoặc không về được nữa thì liên hệ cho các anh em tìm cách giúp em rồi. Dạ em mong muốn bé Lành sẽ suy nghĩ lại làm cách nào mà bỏ được cái người đàn ông đó quay về với con. Giờ gia đình đó trông chờ là hy vọng tương lai hai đứa là cũng vì em á, ngoài ra là chị không biết cách nào nữa. Giờ em cũng xin cảm ơn anh Đoàn Thanh Hải và các anh em. Em rất là cảm ơn nhiều lắm, em không biết nói gì hơn. Rồi anh cũng cảm ơn đến cuộc chia sẻ của em cũng như của gia đình mình. Đầu năm mới thực sự là một cái năm rất buồn đối với gia đình mình. Ba đứa trẻ thơ hiện nay đang nheo nhóc và không biết cha mẹ mình là ai. Chắc chắn là hai đứa trẻ này sau này sẽ không biết cha mình là ai. Bởi vì những năm tới đây này có thể là ông già 80 tuổi này không còn nữa. Đúng không ạ? Bởi vì chắc chắn là người ta lớn tuổi người ta sẽ phải mất rồi. Dạ, bởi vì 80 là cũng chưa biết là hiện nay còn không nữa cơ. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Năm ngoái có thể còn, năm nay thì trong năm trước thì có thể còn, năm nay thì chưa biết còn hay không. Bởi vì con người ta thì không ai nói trước được cái điều gì. Nhưng đến giờ phút này là hai đứa trẻ của em, con cháu của em hiện nay sinh ra không biết mặt cha. Đó, chắc chắn là chưa biết cha mình là ai. Mà hiện nay là mẹ lại bỏ đi nữa, chưa biết là hai đứa trẻ này sẽ đi về đâu. Hy vọng trong thời gian tới thì mẹ của bé, có em gái của em sẽ tìm cách quay trở về. Hoặc nếu không về được nữa thì các cô chú anh chị, nếu ai phát hiện được thông tin chính thức em gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại 0913785858. Anh em sẽ tìm cách để khuyên em gái này quay trở về, đặc biệt là với ba người con thơ của mình và với gia đình. Cuối video này anh xin phép được thay mặt các anh em Hiệp Sĩ Nguyễn Thành Dương, anh chúc em cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe em nhé. Rồi gia đình mình hôm nay về đây nhờ anh em chị Nguyễn Thành Dương ghi hình. Gia đình mình có mong muốn điều gì nữa không? Mong muốn điều gì nữa không em? Giúp đỡ em, anh giúp đỡ em được kiếm được em gái em. Ngoài ra là em cảm ơn nhiều lắm. Rồi anh sẽ cố gắng nhé để đăng tải video nhanh nhất có thể. Để hy vọng là sẽ tìm được thông tin chính thức em gái của em đang ở đâu. Rồi hôm nay cô cùng với em gái về đây nhờ anh em giúp Dương ghi hình. Gia đình mình có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin đến tất cả trang mạng xã hội không? Đồng ý ha. Rồi cảm ơn cô nhé. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là tiếp tục câu chuyện tiếp theo. Một câu chuyện này vô cùng đặc biệt. Hy vọng là cô chú anh chị xem đây để cảm nhận được cái tình nghĩa của gia đình dành cho các con. Đặc biệt là hiện nay này, mẹ là em gái này sinh ra mấy người con nhưng mà hoàn toàn là vì lý do nào đó mà đi theo người đàn ông khác, đến giờ phút này bỏ ba đứa trẻ thơ và nó rất tội nghiệp. Hy vọng là các cô chú anh chị, nếu ai biết được thông tin chính thức em gái đang ở đâu thì liên hệ giúp anh em đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại 0913785858. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.